là chiếc 93 nó đang chạy qua các cô chú anh chị. Mình cũng chưa biết nó kéo lên hay không, nhưng mà sớm giờ thì Pro Vlog quay cũng rất là nhiều rồi. Rồi ông này ông vô đây ông mình luôn. Nói chung cắt không bao giờ bằng chiếc 108 được nha các cô chú anh chị. 108 cắt rất là nhanh nha. Đây thì cao đổ lóc thấy chở lúa cổ kéo á, mình thấy chở cổ nào cổ nấy, giờ mình thấy cũng đạt theo yêu cầu hết các cô chú anh chị. Quá lầy các cô chú anh chị ơi. Nãy giờ mình quay bên kia 105 với 108 chạy đâu có lầy đâu. Tại vì đất bển nó hơi khô các cô chú anh chị, còn bên đây làm như là cái lung nó đang cắt lúa nha. Có chiếc máy bay đàn bài xịt. Thì mình thấy hình như là cánh đồng ở đây xả lúa không có đồng loạt các cô chú anh chị. Có miếng thì đang cắt, có miếng thì đang xịt luôn. 108 các cô chú anh chị. Cánh đồng này thì thấy cắt 108 rất là nhiều các cô chú anh chị ơi. Còn nó chạy nè. Hết biết nó chạy lẹ các cô chú anh chị ơi. Máy chạy như gì đây thì một ngày cắt biết nhiêu lúa nữa toàn. Cũng giao về Đồng Tháp rất là nhiều chiếc cổ kéo nha. Nhưng mà chiếc nào chiếc nấy thì cũng đạt theo cầu nha. Thì cánh Đồng Tháp thì kéo lúa rất là khủng khiếp. Chạy tốc độ rất là nhanh luôn. Nhiều khi mình quay nhiều máy rồi các cô chú anh chị, 105X hay hoặc là DC93 hay hoặc là 108 nha. Trời lung các cô chú anh chị, lầy quá lầy kìa, chứ 70 lút này lầy luôn. Giờ mà lầy cũng khiếp luôn, cổ kéo đang kéo lên luôn rồi. Nó không lên luôn, giật mà nó không lên luôn. Ở đây thì mình thấy một chiếc 70 lút với một chiếc DC93 các cô chú anh chị. Nhưng hai chiếc này thì chạy cũng 5 năm với nhau nha. Chứ không có chiếc nào chạy hơn chiếc nào á. Từ hồi trước tới giờ thì cao đổ vlog làm ngoài xưởng các cô chú anh chị. Thì đa số đóng về Đồng Tháp là đóng cổ kéo lớn không nha. Cổ kéo này là bề ngang từ 3m đến 3m1. Thường thường hổm gầy cao đổ vlog đi quay những chỗ cắt lúa các cô chú anh chị chỗ khác á. Thì đa số là kéo ra bờ kinh là căng luôn các cô chú anh chị. Cho nên thuận tiện cho bà con nông dân dữ lắm luôn. Hồi trước tới giờ cao đổ vlog quay cũng nhiều chỗ các cô chú anh chị, nhưng chưa bao giờ gặp được máy bồn nha ở tại Việt Nam. Nhưng mà qua cánh Đồng Tháp thì bữa nay cao đổ vlog thấy được hai chiếc máy bồn, một chiếc DC105. Cao đổ vlog xin mến chào quý cô chú và anh chị nha. Bữa nay thì cao đổ vlog đang tiếp tục lên đồng nữa các cô chú anh chị. Thì đến đây mình thấy ở đây đang cắt lúa nha, có chiếc máy bay đàn bài xịt. Thì mình thấy hình như là cánh đồng ở đây xả lúa không có đồng loạt các cô chú anh chị. Có miếng thì đang cắt, có miếng thì đang xịt luôn. Và anh này thì anh đang cắt cỏ ha. Còn đây thì mình thấy lúa kéo, lúa đang cắt luôn nè các cô chú anh chị. Xe thì đang lội ra ngoài sông luôn nha, để xuống căng xuống ghe luôn. Ở đây thì mình thấy có con kinh này rất là lớn nè, cho nên ghe lớn vô được các cô chú anh chị. Thử ra bà con nông dân cũng có lợi ha, có ghe đến chỗ căng luôn thì phí nó sẽ nhẹ hơn mình lòi về đến nhà các cô chú anh chị, rất là tốt cho bà con nông dân. Ở đây thì cao đổ vlog thấy 108 các cô chú anh chị. Cánh đồng này thì thấy cắt 108 rất là nhiều các cô chú anh chị ơi. Còn nó chạy nè. Hết biết nó chạy lẹ các cô chú anh chị ơi. Máy chạy như gì đây thì một ngày cắt biết nhiều lúa nữa toàn. Còn nó chạy nè, có gơm nó phun ra nè. Cũng khiếp chạy không? Chạy rất là tốc hành nha. Tại vì hổm gầy mưa các cô chú anh chị, cho nên là khi nắng lại thì máy cắt cắt dữ lắm luôn nha. Giờ nó phun gơm ra hết biết luôn con này. Ở đây thì cao đổ vlog thấy 108 rất cắt rất là mau nha các cô chú anh chị. Mình giờ mà chạy tốc hành nha. Nếu mà lúa mà nó đứng thì nó cắt rất là mau nha. Nhưng mà thùng nó dài thì theo mình nghĩ là không ra lúa các cô chú anh chị. Nó cắt rất là nhanh á. Các cô chú anh chị thấy nha. Nó cắt chạy rất là nhanh luôn. Gơm ơi sao con nó khúng nè. Vì hàm nó lớn rồi nó dài các cô chú anh chị. Ở đây thì mình thấy một chiếc DC108 với một chiếc DC105 là các cô chú anh chị. Hai chiếc thì mình thấy chạy cũng tương đối với nhau các cô chú anh chị. Chỉ có chiếc 108 thì nó hơi lẹ hơn 105 chút xíu nha. Chứ thì nó cũng tương đối thôi. Giờ mình thấy nó cũng chạy tương đối nha các cô chú anh chị. Nhưng cái thùng thì mình thấy có lẽ là 108 nó hơi nhích hơn. Cái gần nó hơi lớn hơn các cô chú anh chị. Ở đây thì sáng sớm thấy mấy anh em gom máy lên là các cô chú anh chị.
thì đợi khi đến giờ bắt đầu cắt nha. Tại vì hiện nay thì sáng sớm thì chưa cắt được. Đó, mấy ảnh ngồi đợi này, nhóc ở trên luôn nè. Ở đây là đủ loại máy luôn các cô chú anh chị. Máy rất là nhiều máy nha. Đủ loại máy luôn nha. Thì các cô chú anh chị thấy không? Máy nhóc kìa nha. DC mà 70 DC 70 lút DC văn ma gì đều cũng đều có hết các cô chú anh chị. Giờ em thấy nhóc chưa nha. Anh em đang ngồi đợi đó, bắt đầu khởi hành. Ở đây thì câu đấu vlog thấy chỉ có 105X chứ 108 các cô chú anh chị. Ở đây thì có chiếc 105X nè. Cắt cũng rất là nhanh nha. Nhưng mà nói chung cắt không bao giờ bằng chiếc 108 được nha các cô chú anh chị. 108 cắt rất là nhanh nha. Ở đây thì cao đổ lóc thấy chở lúa cổ kéo á, mình thấy chở cổ nào cổ nấy, giờ mình thấy cũng đạt theo yêu cầu hết các cô chú anh chị. Như các cô chú anh chị thấy ha, cổ kéo nè, hai chiếc luôn á. Nhưng mà chiếc này chạy trước nè, nó cắt cái chiếc sau rất là xa luôn. Chạy rất là tốc độ luôn á, mà chở rất là nhiều bao các cô chú anh chị. Cỡ 6-70 bao rồi sắp lên không á, tới từ 6-70 bao tới 100 bao không, chở rất là nhiều luôn. Hồi thời câu đấu lóc còn làm ngoài tiệm máy cắt các cô chú anh chị thì cũng giao về Đồng Tháp rất là nhiều chiếc cổ kéo nha. Nhưng mà chiếc nào chiếc nấy thì cũng đạt theo cầu nha. Thì cánh Đồng Tháp thì kéo lúa rất là khủng khiếp đó các cô chú anh chị thấy không, kéo là rất khủng khiếp nha. Nếu mà đầy lên là từ hàng trăm bao sắp lên không á. Hiện giờ câu đấu lóc đang quay chiếc 70 lút các cô chú anh chị. Thì các cô chú anh chị kiểm chứng nha, thử coi chiếc 70 lút hay hoặc là chiếc DC 105 hay hoặc là DC 108 chạy như thế nào nha. Thì hiện nay mình thấy chiếc 70 lút chạy, máy này chạy rất là đỉnh nha các cô chú anh chị. Hồi trước tới nay thì cầu đổ vlog quay cũng nhiều máy, nhưng mà thật sự là bữa nay quay cái máy này là mình thấy rất là đỉnh luôn, chạy rất là khủng khiếp, máy rất là đẹp. Thì các cô chú anh chị thấy nè, chạy đi các cô chú anh chị thấy ha. Đó. Chạy tốc độ rất là nhanh luôn. Nhiều khi mình quay nhiều máy rồi các cô chú anh chị, 105X hay hoặc là DC 93 hay hoặc là 108 nha. 70 lút thì cũng qua nhiều loại máy, nhưng mà bữa nay thì thấy chiếc máy này rất là đạt theo yêu cầu. Giờ rất là đẹp luôn đó, khủng khiếp chạy lẹ luôn đó. Ở đây thì mình thấy một chiếc 70 lút với chiếc DC 93 các cô chú anh chị. Nhưng hai chiếc này thì chạy cũng 5 năm với nhau nha. Chứ không có chiếc nào chạy hơn chiếc nào á các cô chú anh chị thấy ha. Thì vừa qua thì cao đổ vlog cũng quay nhiều những chiếc máy đủ loại. Nhưng mà thật sự thì mình cũng không biết là chiếc nào chạy hơn chiếc nào. Nhưng mà thực tế mình thấy máy nào cũng rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Chạy cũng rất. Từ hồi trước tới giờ thì cao đổ vlog làm ngoài xưởng các cô chú anh chị. Thì đa số đóng về Đồng Tháp là đóng cổ kéo lớn không nha. Cổ kéo này là bề ngang từ 3m đến 3m1. Bề dài từ 4m2 tới 4m9. Cho nên là chở mình thấy rất là ít. Nhưng mà nó rất là nhiều bao nha. Mình thấy thấp. Nhưng mà thật sự là cổ kéo lớn các cô chú anh chị. Cho nên là kéo rất là nhiều nha. Thì đa số cánh Đồng Tháp đặt là toàn cổ kéo lớn không các cô chú anh chị, cho nên chở rất nhiều. Thường thường hổng gài cao đổ vlog đi quay những chỗ cắt lúa các cô chú anh chị chỗ khác á, thì đa số là kéo ra bờ kinh là căng luôn các cô chú anh chị, cho nên thuận tiện cho bà con nông dân dữ lắm luôn nha. Hồi trước tới giờ cao đổ vlog quay cũng nhiều chỗ các cô chú anh chị, nhưng chưa bao giờ gặp được máy bồn nha ở tại Việt Nam. Nhưng mà qua cánh Đồng Tháp thì bữa nay cao đổ vlog thấy được hai chiếc máy bồn. Một chiếc DC 105 với một chiếc DC 108 nè các cô chú anh chị. Nó còn bồn luôn nha. Khi mà nó cắt bồn đầy rồi thì ra ngoài nó xả nha. Ở khu này thì nhiều khi đất cứng thì máy bồn chạy mới được nha các cô chú anh chị. Còn lúng thì không bao giờ chạy được đâu nha. Qua cánh Đồng Tháp thì thấy toàn là 105 với 108 không các cô chú anh chị. 108 chiếc nào chiếc nấy còn rất là mới luôn. 105 cũng vậy nha. Hoặc 70 lút. Thì đất ở đây mình nghĩ là nó hơi cứng, 105 hoặc là 108 cắt thì không lầy nha. Mình thấy bờ bên kia nó cũng có mấy chiếc 70 mà nó chạy hơi bựa nha.
Chắc có nghĩ, mình nghĩ là bên bển nó bị lầy các cô chú anh chị. Hồi sớm thì nó muốn lầy một chiếc á, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng lên được. Thì để mình qua cập nhật máy DC70 bển như thế nào. Tại đất bển nó rất là lúng các cô chú anh chị, để mình coi có lầy không nha. Có biển rồi các cô chú anh chị, lầy chiếc DC105 lầy, lầy quá lầy. Chiếc cổ kéo này kéo đang kéo lên nha. Kéo lên thì nó kéo không bao giờ nổi, nhưng mà nó giật hai ba cái nó lên rồi các cô chú anh chị, lên luôn à. Nói chung là ở đây là làm gì ngay căn cái khu mà đất lung các cô chú anh chị, chứ vòng vòng đây đâu có miếng đất nào mà nước gì đâu. Còn miếng đất này lung nè, nó ướt. Tại vì đất bển nó hơi khô các cô chú anh chị, còn bên đây làm như là cái lung, cái mưa là dồn nước gì đây hay sao. Quả lúng rồi, cái máy cổ kéo nó đang giật lên dữ thằng luôn. Mà thường thường thì 70 lúng là nó cũng khó lên lắm. Còn 105 hoặc 108 thì nó bường lên được chân các cô chú anh chị. Với xích nó dài và lớn á, cho nó lên được. Còn ba cái máy này sao mà nó quá trời mắc lầy lên luôn à. Bên đây đất quá trời lung các cô chú anh chị, lầy quá lầy kìa. Chứ 70 lút này lầy luôn. Giờ mà lầy cũng khiếp luôn, cổ kéo đang kéo lên luôn rồi. Mà nó không lên luôn, giật mà nó không lên luôn. Quá bựa rồi, quá trời lầy. Cánh này giống như là đất lung các cô chú anh chị. Rồi nó đang chịu hỗ trợ chiếc DC93 qua thì các cô chú anh chị à. Để chiếc này qua có nó giật lên không nè. Rồi chiếc DC93 đang chạy qua luôn nè. Rồi thì đến đây có đâu vlog cũng xin kết thúc video đây các cô chú anh chị à. Hẹn các cô chú anh chị lại video kế tiếp của cao độ vlog nha. Thì chiếc 93 nó đang chạy qua các cô chú anh chị. Mình cũng chưa biết nó kéo lên hay không, nhưng mà sớm giờ thì cao độ vlog quay cũng rất là nhiều rồi. Rồi ông này ông vô đây ông mình luôn. Xong luôn. Rồi thì đến đây cao độ vlog cũng xin kết thúc video. Hẹn các cô chú lại video kế tiếp của cao độ vlog.